Dạ, các bạn đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình các bác mẫu xe địa hình gập của Daihon Matic P24, một thương hiệu xe rất là nổi tiếng về những chiếc xe gập khung của Mỹ. Được trang bị bộ đề sau Shimano Atut với 8 tầng líp và 3 tầng đĩa, khung nhôm, nước sơn nguyên bản. Do là xe đã qua sử dụng và là xe bãi. Đây là trên phần khung của chiếc xe thì nó xuất hiện một vài vết xước nhỏ, nó không thể tránh khỏi. Trên phần khung là khóa để mở ra để gập cái khung. Để gập khung thì lát nữa em sẽ có một cái clip để hướng dẫn các bác gập chiếc xe này. Đây là cách gập gập đuôi khung của chiếc xe lại để bác mở cái khóa. Đấy. Đấy. Gặp. Đấy. Rất là tiện lợi, gọn gàng. Đấy. Các bác lại mở ra. Đấy. Rất là gọn gàng cho bác thích đi phượt núi để cốp ô tô thì nó rất là hợp lý. Xe này trang bị bộ đề sau là Shimano Atut. Bánh của chiếc xe là bánh 26 inch. Khi đông vòng hỗ trợ đạp dốc đạp núi, tay bấm Shimano. Rồi em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa cọc yên đến tâm củ phốt là 56 cm. Thì chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m63 64 đến 73 74 đi là phù hợp. Chiếc xe bên em đang bán với mức giá chỉ có 6 triệu 500 bao